Gần 11 giờ ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục chữa cháy dập lửa ở quán bar sau lưng chợ Bến Thành. Thông tin ban đầu khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội ở quán bar ở đường Thủ Khoa Huân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do bên trong quán có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao kèm khói đen bao trùm. Nhận tin, phòng BC07 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng có mặt dập lửa. Toàn bộ các tuyến đường xung quanh khu vực cháy được phong tỏa hoàn toàn. Đến 10 giờ 20 phút, nhiều xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh được chi viện. Do khói đen bốc cao nên lực lượng phải dùng xe thang tiếp cận phía trên, đồng thời đeo mặt nạ chống độc, bình cứu hỏa tiếp cận từ nhiều phía để vào quán chữa cháy. Do bên trong có nhiều vật liệu cách âm, mút xốp, sofa nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Theo cơ quan chức năng, trước đó cuối tháng 9 năm 2022, quán này từng bị tạm đình chỉ do vi phạm phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, đến những ngày đầu tháng 10 năm 2022, quán lại tiếp tục hoạt động và bị lực lượng chức năng kiểm tra lập biên bản xử phạt. Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, công an nhận định trong quá trình nhóm công nhân thi công sửa chữa hàn các kim loại dẫn tới cháy quán. Thank you.